Kem dưỡng da thông thường không thể bảo vệ da bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vì vậy, viện nghiên cứu Pond's đã phát triển kem trang điểm bảo vệ da Pond's, thay thế cho cả kem dưỡng và phấn trang điểm. Kem trang điểm bảo vệ da Pond's, một bước trang điểm với 3 lợi ích có tác dụng dưỡng da, làm da mịn đẹp tự nhiên, hơn nữa còn chống nắng bảo vệ da. Da mình sẽ mịn đẹp tự nhiên như bạn, chắc chắn rồi. Kem trang điểm bảo vệ da Pond's, bảo vệ da bạn suốt cả ngày, cho làn da mịn đẹp thật tự nhiên.